Hello là ok, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của chú chó đeo hai chân bong bí bỏng sushi sòn với mi mồm mỉm. Thật tập trước đó mọi người, chị Hiền đã thành công đột nhập vô cái chỗ mà ông sửa xe này và ghi lại được tất cả bằng chứng mà ông xóa xe rồi cả nhà. Còn đấy là nó nhiều chuyện vô cái xe nó có đường sao đâu. Cách để mày dù các ông đấy đi mọi người. Thôi nó thẻo dùng được ổng biết không? Trời ơi, cái ông này hồi nãy chị Hiền quay lại được là ổng cho cái lớp xe của Thảo quay mà ổng dùng để cho cái lớp xe á. Hồi nãy chị Hiền có quay lại được, bây giờ chị Hiền sẽ chụp cái này luôn nha cả nhà. Nó bắn tổng lắm á, nó bắn tổng lắm. Sau khi mà có được bằng chứng, bây giờ chị Hiền cùng với bé Thảo, em Su và em Bông sẽ lập một cái kế hoạch để có thể tóm gọn tên này và đưa ổng đến đồn công an nha mọi người. Vậy thì liệu như chị Hiền có thành công hay không thì mời cả nhà đón xem mà tập ngày hôm nay nha. Anh ơi, mình vừa mới tìm thấy cái ông đây này cả nha. Đó mọi người, bữa nay ổng không có sửa xe ở cái chỗ cố định nữa mà ổng đi sửa xe dạo, làm cho mình kiếm ổng hổng với mình thấy nè mọi người. Anh có khác không ta? Nó bảo là nó sửa xe, mà không phải nó sửa dạo. Nó đi học xe giờ, mà sao cũng chưa thấy ai sửa xe hết vậy ta? Chị mà làm gì mà có tiền đi nhậu được? Nhưng mà mình đi sửa xe dẹp thì làm sao mà cải tâm được phải ta? Bây giờ làm sao đây, mình phải nghĩ cách thôi. Chứ không á, mà không có được thôi. Chính xác là cái ông này luôn, không có sao đi đâu được. Bây giờ á, phải làm sao dù ổng cả nhà. Bây giờ mình phải gọi anh Sen với em Xuân Bông lên để dù ổng rơi vào cái bẫy mà chị Hiền tính toán sẵn thì mới thể bắt ổng được. Thế bây giờ á, chị Hiền là con gái không thể nên bên nhà để bắt ổng được cả nhà. Alo, anh đang đứng ngay chỗ công viên nè, ngay chỗ Hiền nói nè, mày anh có thấy ai đâu? Đúng rồi, có Xuân Bông ở đây luôn. Ok, anh biết rồi. Chào đây, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nhìn lên, nhìn lên, đứng, đứng. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của chú trái hai chân số rộng ông ổng. Thì hôm nay chị Hiền đã yêu cầu anh Sen cùng với Su Bông phải lên đồ cả nhà dân quân và bộ đội. Mục đích đó chính là xuống bắt cái đối tượng sửa xe đẹp dởm bữa giờ đang có trên địa bàn mình. Thì bây giờ bọn mình đã mặc đồ dân quân rồi vậy nha, thì đã có đủ chức năng để bắt cái đối tượng đó. Thì bây giờ anh Sen cùng với Su Bông thì tới gặp chị Hiền để coi đối tượng nó ở đâu và bắt đối tượng đó nha cả nhà. Chị Hiền, theo như kế hoạch là chị Hiền đã có được tất cả bằng chứng của cái ông sửa xe đó rồi. Bây giờ chị Hiền quay lại để mà bắt cái ông đó. Tuy nhiên á, ổng không sửa xe chỗ đó nữa mọi người, cho nên bây giờ chị Hiền phải đi kiếm ổng. Sáng giờ chị Hiền đi kiếm ổng và phát hiện á, ổng đang đứng phía trên đây nè mọi người. Ổng bữa nay á, ổng không sửa xe cố định nữa mà ổng sửa xe dèo cả nha. Cho nên bây giờ chị Hiền cần phải nhờ tới sự trợ giúp của anh Sen với em Bông. Chị Hiền đã gọi anh Sen với em Bông tới rồi để có thể dù ổng vào bẫy. Ê, hai đây nè. Xe ổng sửa làm sao á mà đi có xíu lại hư nữa rồi. Không sao đâu, bây giờ hãy dừng lại đi, em nói cho hai kế hoạch hay lại đây. Chú chê, hôm nay có Su Bông rồi nè. Đây này hai coi đi, bữa trước em đã ghi lại được bằng chứng là ổng đục lúc xe hổng để ổng lấy giấy tiết cao hơn đó. Trời ơi, ghê dữ. Đúng rồi, tuy nhiên bây giờ có bằng chứng á, nhưng phải bắt ổng rồi đem ổng cùng với bằng chứng lên đồn cảnh sát hai. Nhưng mà bây giờ Hiền có biết ổng ở đâu không? Biết, nãy giờ em đi tìm ổng, nãy giờ thì ổng đang ngồi phía trên đây nè. Ổng đi sửa xe dạo, chút nữa là ổng sẽ theo con đường này á, để ổng coi thử có xe nào hư rồi thì sửa. Mà sao hôm nào ổng đi dạo mà ổng không có ngồi chỗ cũ nữa? Ổng ngồi chỗ cũ á, ổng hành nhờ ổng sợ người ta biết ổng rải đến cho nên quýnh ổng, cho nên bây giờ ổng phải đi sửa xe dạo đó. Đây là vậy hả? Cho nên bây giờ em có một cái kế hoạch rồi, bây giờ mình phải nhiều ổng. Bây giờ á, mình để cái xe của mình lại đây đi, để ổng thấy cái xe mà không có người á, ổng sẽ đến ổng phá xe. Sau đó em với hai với Su Bông sẽ đứng canh, chỉ có ổng phá xe một cái là nhà đó bắt ổng. Ok, hợp lý á. Cả nhà lần này á, team bọn mình có tổng cộng 4 người luôn, thì làm sao mà mình ổng đấu lại được. Nhưng mà Hiền, hôm nay làm sao Hiền lại bắt ba anh em anh mặc đồ dân quân vậy? Tại vì cái ông này á, ổng có nhận biết võ hai. Vậy hả? Đúng rồi. Mình phải bận đồ hèm hố vô cho ổng sợ, cho ổng ổng giỏi võ lắm, ổng quýnh mình theo. Ôi trời ơi, gặp anh với Su Bông là ổng tiêu rồi. Được rồi, bây giờ á, em với hai với Su Bông vô trong đây núp đi để chờ tới. Đúng rồi. Bây giờ theo kế hoạch thì anh Sen còn phải bố trí cái xe vô vị trí cần thiết. Lại đây Su Bông. Đúng. Rồi, cả nhà, bây giờ xe anh Sen sẽ đặt ở đây nha cả nhà. Rồi, anh Sen với Su Bông sẽ bố trí vị trí núp. Đây, vô đây. Thu, chui vô. Rồi, tôi xuống ngồi thuốc.
đây cả nha, xu xì nghì che nhau đây nha cả nha. Bông, vô đây. Lúc trong đây là ông không bao giờ biết gì nữa được đâu. Vị trí đó nhìn thẳng nó ngồi cái xe luôn. Đó, rồi, xu bông ngồi trong đây chưa. Khi nào mà ông tới là phải báo hiệu chưa. Xuống đâu rồi. Rồi, còn anh xe sẽ núp ở đây cả nha. Đó, anh xe sẽ núp ở đây. Đó, đợi ông lên, bây giờ bắt đầu tiến hành kế hoạch. Đó, còn cái xe nó ngồi còn cái kia kìa. À. Ở trong kia có một chiếc xe, nó dừng đó mà không có người. Bây giờ mình phải tiếp cận cái xe đó. Mình phải ở trong xung quanh cái xe đó. Bắt đầu khi mà cái chủ nó ra thì dắt xe đi rồi, cái nào nó cũng phải dặn mình. Mà nó dặn mình thì nó phải tin mình là người vá xe đó. À, lúc đó khu vực này không có ai sửa xe thì mình sẽ kiếm tiền. Mình sẽ lấy rất nhiều tiền, nó cũng phải đưa cho mình thôi. Bây giờ mình phải tiếp cận tới cái xe đó rồi nè. Lúc này cái ông sửa xe xấu xe đã thấy được chiếc xe mà anh Sen để lại ngoài đường đó cả nhà. Bây giờ ông tiếp cận là ông phá xe đó, chắc chắn ông sẽ bị rơi vào kế hoạch của anh Sen. Lúc này em Su đang núp vào trong bụi cỏ nhìn ra ngoài cái xe của mình và đã phát hiện ra được ông đang tiếp cận đến cái xe của anh Sen đó cả nhà. Su lúc này vẫn rất là im lặng, vẫn để cho ông tiếp cận, mục đích là để chỉ có ông phá xe của em Su thôi. Thì em Su chỉ nhèo ra em Su cắn ông đó. Đấy mọi người, ông tiếp cận cái xe rồi đó cả nhà, cả nhà thấy chưa? Lúc này á, em Su đã phát hiện ra hành vi sai trái của ổng rồi. Bên phía này, em Bông cũng đang quan sát ổng đó cả nhà. Em Bông cũng đã thấy ổng lấy đồ người ra rồi. Hình như là bắt đầu ổng lấy đinh ra để ổng chọc thủng lớp xe của em Bông hay sao đó cả nhà. Cái ông này ghê quá đi. Bây giờ chủ nó đi vào công viên chơi rồi. Nếu bây giờ là mình tranh thủ, mình phá cái xe này. Phá cái xe này đi, cho nó hư rồi để nó sửa mình. Đúng rồi, bây giờ bắt đầu là mình phá cái xe này. Đúng rồi, bây giờ mình lấy tinh, mình xả xung quanh cái xe này. Khi mà nó dắt cái xe ra, tăng nào nó phải trung tinh, vô trung tinh thì nó lũng lớp xe thì mình bắt đầu lấy được tinh rồi. À thì ra là ông nghĩ chủ của chiếc xe này đi đâu rồi. Bây giờ ông sẽ rải đinh xung quanh của cái xe. Chỉ cần chủ của chiếc xe quay lại dắt cái xe đi thì sẽ dặm vô đinh mà ông rải đó cả nha. Cái ông này ghê gớm quá. Đó, em Bông bây giờ đã nhìn thấy hành vi sai trái xấu xa của ổng rồi. Em Bông rất muốn nhảy ra bắt ổng, tuy nhiên nghe lời chị Hiền dặn là phải núp cho nên em không ơi, dám. Anh xem phát hiện đối tượng tới rồi. Hơ, nhà có thấy không? Đây chính xác là cái tên mà sửa xe đẹp bữa giờ lừa anh em mình với tất cả mọi người lấy tiền cao đó cả nhà. Nếu mà người tốt thì chắc chắn không ai mà tới đụng chạm vô xe của người khác, đúng không cả nhà? Đó, ông tới có khi là ông rẽ đồ xe mình, ông tay xe anh xe mới mua luôn á. Chết rồi, hình như ông rẽ đinh hai. Chết rồi, giải thiên á hả? Đúng rồi. Thôi đúng rồi, anh thấy ông ta. À, thôi ông lấy đinh ông đâm vô xe anh xe cả nha. Cái xe là thằng chủ nó ở đâu mà sao nó lâu quá vậy ta? Bây giờ mình chờ qua rồi mình tiếp tục nào. À, hay là bây giờ mình thoát ông vô đây mình tối bao nhiêu tiền không? Thì ơi, hình như là ông đang định tháo cái bánh xe của anh đó, Trời ơi, giữa thanh niên bạch nhật mà ông dám phá xe của người khác kìa cả nha. Trời ơi, cái xe anh mới mua hình như ông đang định tháo cái bô của anh Hiền. Bây giờ phải làm sao hay, ra mặt ông hay sao? Bây giờ được rồi. Bây giờ chú cha, cái bô anh mới mua. Có khi nào mà mình chờ lâu nữa là ông lấy luôn cái bánh xe của Hồng đi á. Lúc này sau khi chờ lâu quá không thấy chủ nhân của chiếc xe quay lại thì cái ông này đã có ý định là lấy cái ông bô của cái xe đi để đem bán cả nha. Ông lấy cái ông bô không được thì ông chuyển qua ông lấy cái bánh xe. Tuy nhiên sức ông quá yếu cho nên ông không lấy được đó mọi người. Xuống ơi, ông ơi, chuẩn bị hành động. Anh hô 1, 2, 3 là leo ra nha. Chiến sĩ Bông ơi, chuẩn bị hành động nè. Cố lên nha, chuẩn bị hành động. Xuống ơi, Bông ơi, chuẩn bị hành động. Anh hô 1, 2, 3 bắt đầu leo ra nha. Ok cả nha, anh em bọn mình chuẩn bị hành động nè. 1, 2, 3 Bắt đầu lại.
bỏ chạy rồi mọi người. Hai ơi, ông ơi, cái thằng đó ở thành đâu ra? Mình gặp được hai một âm mơ mà nó xuất hiện lên đánh mình vậy ta? Ông ở sao cái cây này? Nó đâu rồi? Đi không? Anh Xuyên cùng với chị Hiền, em Su, em Bông có thể thành công bắt cái ông già sửa xe xấu xa hay không thì mời cả nhà đón xem ở tập tiếp theo nha.